Now you stay there. Waiting for Stephen. Hmm? Any objection? Think you're all enough to go cutting? Hmm? Oh, Grandpa. Think you can leave home now? Mm. Think you can go running around the field at night? Mm. I'll tell your mother. Take away. I've got you under my skin. I've got you. Rubbish! Rubbish! Imbued in a little bit of rubbish. Can you see? Put your bus to bed. Lucy! Lucy! Well, what is now? She is in the garden with Stephen.
Now you just sit down and have your tea. She'll marry him. I'm telling you. She'll be marrying him next. I don't want any tea. I don't want it. I tell you. Now, what's wrong with it? Why not? She's 18. 18! I was married at 17, and I never regretted it. Liar! Liar! Then you should regret it. Why do you make your parents marry? It's you who do it. What do you do it for? Why? The other three have done fine. They have 3 or 5 husbands. Why not Alice? She's the last. Can't we keep her a bit longer? Come now, Dad. She's be down the road. That's all. She's be here every day to see you. But it's not the same. You never did like it when we married. Why not? Every time it's the same. When I got married, you made me feel like it was something wrong. Am I going to say? You get them all crying and miserable the way you go on. Leave Alice alone. She's happy. She will marry next month. There's no reason to wait. You said they can marry? Yes, Dad. Why not? Stephen brought it for you. It's for you. For me? Yes. Do you like it? You must shut it up a bit until it knows this is its home. Teach your grandmother to sell air. Well, let you like it. Think you can owe enough to go cutting? Think you can leave home now? Think you can go running around the field at night? Steven! Steven! Hey, Alice! Phát tay nhau đi.
Ôi trời ơi, cái gì vậy hả anh? Có tên nào? Cô nói là tôi. Steve. Steven. Đã mấy chỗ hàng lâu quá đứng hỏi. Sao vậy? Dậm chân hai cái mình. I'm telling you. She will marry him. Kệ đọc lộn. She will. Bỏ lại. Diễn. I got you under my skin. Còn phải quan sát mặt luôn hả? Ừ. Sao nó tiểu hả? Ừ. Phải có khúc hài hước nha. Đừng có cười nữa Trang. Rồi. Nó có dây á. Rồi được rồi. Rubbish. Go on. What are you waiting for? Rút đầu lại này bộp. Diễn. Cười. Thằng Quỳnh. Go on Tiêu. Bạn đi coi gì mình làm backstage hả? Không, được. Cứ cười vui vẻ rồi đi chọc nhau. Thôi, chọc nhau cười đi. Sao? Khi trời này... ơi, mà mới làm cái gì vậy? Lại. Mà là cái gì vậy? Diễn đi, diễn đi, tập trung đi. Mình nói trước mà, mình nói là she... I'll just sit down and have your tea. She will marry him, I'm telling you. She will be marry him next. Sorry. I don't want it. Sai rồi. Ta bên kia. She will be marry him next. Đứng dậy luôn, đưa tách trà lên. Lộn kịch bản rồi. Đúng rồi đó. Buồn lên. Rồi. Now you can't go. Bà đây Hương. Chỉ nói là tôi tưởng là cái kiểu động tác tay chứ có được thôi. Giờ mấy tay đây rồi. Rồi biết rồi, biết rồi. Bà không hạn lấy cho tôi một miếng nha. Lấy tôi miếng với bà. Cái gì? Ta đang đói. Quay cảnh tôi khóc chết cha quên mang theo. Viroto. Lấy nước. Ừ. Đâu cứ nó chịu đâu khổ đâu khóc à. Lúc nào cái mặt mình cái rồi. Rồi. Được chưa chút. Cái mắt chớp chớp đi, mắt chớp chớp này, mắt chớp chớp này. Ý. Ồ, đẹp nè. Làm mình mắt chớp chớp, thử chớp chớp xem có đẹp không à. Đưa đây. Chớp đi. Cái gì vậy? Chớp thử coi. Mắt chớp chớp đi. Mắt chớp chớp mà. Thôi được rồi. Đấy, tôi. Ý, mắt bên này nữa. Ý. Ý. Úi, bà Hương nè. Bà Hương mắt chớp chớp coi. Đuối lắm bà. Đừng nào, tôi mắt chớp chớp. Thôi đừng có quay tôi đuối rồi. Cái mệt rồi, chỗ này ăn. Cầm cho tôi chớp chớp coi. Bên kia. Bên kia. Mở. Rồi xong. Rồi dừng lại. Chưa có ấn nữa. Gì mà còn hạng vui chưa? Ưi, nữa đi. Ưi, nữa đi. Thôi, thôi, không phải nữa.